Thông tư số 02/2023 của Ngân hàng Nhà nước quy định, các khoản nợ được cơ cấu thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ là các khoản cho vay và cho thuê tài chính. Các tổ chức tín dụng chủ động xem xét đánh giá khó khăn của khách hàng để quyết định cơ cấu lại khoản nợ vay. Thời gian cơ cấu lại thời hạn trả nợ không vượt quá 12 tháng kể từ ngày đến hạn của số dư nợ được cơ cấu lại thời hạn trả nợ. Chính sách cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ theo thông tư số 02/2023 được kỳ vọng sẽ góp phần trực tiếp tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp, tạo điều kiện tiếp tục quay vòng vốn và tiếp cận vốn vay mới phục vụ sản xuất kinh doanh, phục vụ đời sống tiêu dùng. Việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ cho khách hàng được thực hiện kể từ ngày thông tư 02 có hiệu lực từ 24 tháng 4 cho đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2024.